thứ năm sau thứ tư lễ tròn. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 câu 22 đến 25. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Suy niệm và cầu nguyện. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của Ngài và điều kiện để các môn đệ theo Ngài. Nhắc nhở chúng ta về hành trình mùa chay là hành trình chịu đau khổ với Chúa Giêsu qua việc từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Lời tiên đoán, con người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy, nhằm mục đích giúp các môn đệ có hình ảnh chân thật về Đức Kitô. Sau đó, Chúa Giêsu mời gọi, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Sứ điệp lời Chúa mời gọi chúng ta bước theo Chúa Giêsu là trở thành người môn đệ chân chính của Ngài, là chúng ta không thể tránh khỏi những thập giá trong từng ngày sống của chúng ta. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy những thập giá trong đời sống thường hằng là hệ quả của việc sống trọn vẹn tình yêu dành cho Thiên Chúa. Và cũng chỉ vì tình yêu này mà người môn đệ sẵn sàng liều mất mạng sống của mình để tìm lại nó trong cuộc sống mai sau trên thiên đàng. Lạy Chúa Giêsu, theo Chúa là bước đi với thập giá trên vai. Xin cho con ý thức được thập giá của con luôn có Chúa ở cùng, để con bước đi trong can đảm, để con tín thác và dấn thân trong lời nói và việc làm của mình, để con xứng danh là môn đệ của Chúa. Amen.